Trên đời này ai cũng có thể động đến, nhưng tuyệt đối không được chạm nhầm vào anh chàng này. Nhìn những vết chém trên tay cũng đủ biết anh ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt đến mức nào. Cứ có thằng nào nhau vào là sẽ được trao cho một búa, được mệnh danh là đứa con của thần chết. Một mình anh ta chấp hết các loại gió mùa mà chẳng ngán một ai. Ấy thế mà lại có một băng đảng ngang nhiên bắt cóc cô em gái của anh ta và cả gan làm điều sằng bậy. Vậy hành trình từ một kẻ lang thang bị phang như cơm bữa trở thành sát thủ để báo thù ra sao? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm năm 2023 từng khiến bọn khủng bố làm nổ phòng vé để được vào xem mang tên Nộm Chiều nhé. Ở Đài Loan có một băng đảng xã hội đen vô cùng đáng sợ mà bất cứ con vợ nào nghe thấy tên cũng phải khiếp đến già. Đó chính là tập đoàn Thiên Thai do thầy ông ngoại cầm đầu. Bọn chúng làm giàu không chỉ bằng buôn ma túy mà còn chuyên đi bắt cóc những cô gái ngây thơ. Vớ được em nào non tơ và xinh tươi thì bọn chúng cho người đưa đi đấu giá để bán cho các đại gia. Em nào mà quá già thì bọn này đã nghĩ ra một cách, đó là xách cổ tớ cho mấy thằng của băng đảng Tây Ba Lô lấy nội tạng để bán lấy tiền. Không muốn cảnh sát làm phiền, bọn chúng liền cho xác của các cô gái vào thùng rồi chôn chung với bê tông. Nhìn đống sản phẩm mà băng đảng này tạo ra thì ai cũng hiểu có bao nhiêu thiếu nữ đã phải bỏ mạng ở đây. Chính vì vậy, người nhà của các nạn nhân thường xuyên đi kiện cáo. Tuy nhiên, lão già thấy ông ngoại đã mua chuộc tay cục trưởng cục cảnh sát nên tất cả đều bị đàn áp một cách bất công. Ở vùng biển phía đông của Đài Loan, có hai anh em mồ côi tên là Tiểu Linh và Tiểu Bảo. Và một ngày nọ, cha mẹ họ đi đánh cá gặp phải bão to nên ông trời chỉ cho về thăm nhà vào ngày rằm vào mùng 1. Để có cuộc sống tốt hơn, Tiểu Bảo đã dẫn em gái và cô nhi viện để chờ người lương thiện đến nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, vì muốn được ở bên ông anh, bé con đành giả điên làm tình báo để ngầm bảo những cặp vợ chồng từ chối nhận mình. Tại đây, Tiểu Bảo và Tiểu Linh còn kết tình anh em với Mã Cường, vậy nên dường như ba người thân nhau như hình với bóng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba anh em trẻ trâu ngày nào nay đã trở thành nam thanh nữ tú và rủ nhau chuyển tới một ngôi nhà ở ngoại ô để sinh sống. Tuy rằng tiền thì không có mà cờ hò cũng chẳng nuôi, nhưng họ lại luôn nở nụ cười trên môi hạnh phúc. Biết rằng Tiểu Linh thích hoa hướng dương, hai ông anh đã trồng một vườn hoa khổng lồ để chiều lòng cô em. Thấy con chiến mã kẻ lừa hắc lào của Tiểu Bảo thường xuyên đổ bệnh, Tiểu Linh muốn tậu cho anh mình con xe mới nên đã liền tìm tới bệnh viện để hiến máu. Sau đó, cô bé mang về cho ông cháu con xe với vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai vui như chúng lô xiên mà không biết rằng sắp có chuyện chẳng lành ập đến. Vào một đêm nọ, khi Tiểu Bảo định đến đón em gái về nhà thì bất ngờ Tiểu Linh bị một lũ côn đồ bắt cóc, tức tốc đuổi theo đến hang ổ của băng đảng Thiên Thai. Tiểu Bảo liền nhảy qua hàng rào thép gai để vào bên trong. Nghe thấy tiếng la hét của em gái mình, anh định tiến lại gần thì bỗng dưng có một thằng phía sau cắn trộm. Chứng kiến bọn khốn nạn này hiên ngang thực hiện hành vi bỉ ổi với Tiểu Linh, người anh như Tiểu Bảo cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng cũng chỉ biết dương mắt nhìn bọn chúng hả hê mà thôi. Sau khi bị phang một phát vào đầu, lũ khốn nạn tưởng anh đã hẹo nên ném xuống biển làm bạn với cá heo. Một lúc sau, bang chủ của băng đảng Thiên Thai đã đến. Thì ra thông qua việc Tiểu Linh hiến máu, thầy ông ngoại đã phát hiện ra cô nàng đang mang trong mình nhóm máu hiếm trùng khớp với nhóm máu con gái của hắn ta. Vậy nên lão già đã chọn cô bé làm người hiến tim. Ngay sau đó, cuộc phẫu thuật đã được diễn ra và thầy ông ngoại nhờ gã cục trưởng xử lý vụ này bằng một túi đô la dày cộp. Ngày hôm sau, Tiểu Bảo may mắn thoát chết thì được cảnh sát gọi đến nhận xác em gái Tiểu Linh. Anh nhận được lời giải thích tất cả là do tai nạn giao thông. Không hề cam chịu, anh và cậu em Mã Cường phản kháng lại thì bị táng trong một trận thân tàn ma dại. Lúc này cả hai mới nhận ra công lý chỉ là diễn viên hài mà thôi. Trong đám ma của Tiểu Linh, bất thình lình có một anh chàng xuất hiện, đó chính là Đạt Văn Tây, một cảnh sát hình sự ở đây. Thì ra anh ta đã chứng kiến sự bất công đối với hai ông cháu nên đã mau chóng tới giúp. Hơn nữa, trước đó đội trưởng đội cảnh sát đã đưa cho anh ta một máy ghi âm và nói rằng tất cả bằng chứng phạm tội của tên cục trưởng và băng đảng Thiên Thai đều ở đây. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm thế nào rồi đấy. Quả như lời ra cát dự, ngày hôm sau Đạt Văn Tây nhận được tin đội trưởng đã bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Chắc chắn bọn chúng đã giết người diệt khẩu, vậy nên anh ta đã tìm đến Tiểu Bảo và Mã Cường để cùng nhau đòi lại công lý. Tất cả những gã này đều liên quan đến cái chết của Tiểu Linh. Đứng đầu là thầy ông ngoại, bang chủ của tập đoàn Thiên Thai. Tiếp đó là tứ hổ gồm đại hổ, nhị hổ, tam hổ và tứ hổ. Đó là bốn thằng đệ tử đắc lực của hắn ta. Tiếp đến là hai thằng đại ca của băng đảng Tây Ba Lô và cuối cùng là tên cục trưởng. Xác định được mục tiêu, cả ba liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch để gột rửa cho sạch đất nước này. Tiểu Bảo là anh cả nhưng cũng là người yếu nhất, vậy nên anh đã quyết tâm khổ luyện cung phu. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã đánh thắng võ sĩ hung bạo nhất chợ đen và có hàng ngàn fan bê tông hâm mộ. Còn về Mã Cường, cậu ta đã cắt máu ăn thề để được về với đội của băng đảng Thiên Thai, với rất nhiều lần phải liều mạng đỡ dao cho ông trùm. Mã Cường đã trở thành vệ sĩ số 1 của băng đảng và được thầy ông ngoại tin tưởng tuyệt đối. Phía bên kia, Đạt Văn Tây đưa cho tên cục trưởng cục phân cục chiếc máy ghi âm là bằng chứng phạm tội mà đội trưởng quá cố để lại. Cậu ta nói rằng đi theo cục trưởng thì em mới có tiền đồ, cậu sẽ có tiền đồ. Cứ như vậy, Đạt Văn Tây về cùng một phe với thằng cờ hó này và trở thành chó săn cho băng đảng Thiên Thai. Thấy vài chục gia đình từ Trung Quốc sang biểu tình trước sở cảnh sát, lão cục trưởng liền sai Đạt Văn Tây đi giải tán đội này để không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của thầy ông ngoại. Từ ngày theo hắn ta, anh không khác gì thằng đầu đường xó chợ làm những điều man dợ chẳng giống cảnh sát chút nào.
Sau khi vào đánh đập những người nhập cư trái phép sang Đài Loan để tìm lại công lý cho con, Đạt Văn Tây còn lôi tất cả đống hành lý ra rồi tẩm xăng và nói, nếu các người không rời khỏi nơi đây thì sẽ phải chôn thây ở đất nước này. Nói xong, anh phóng hỏa để đe dọa bà con vì lo rằng tên cục trưởng sẽ còn nhiều chiêu trò khác. Vì chính nghĩa, ba anh em đều phải quên đi lòng tự trọng để thực hiện những việc bẩn thỉu mà mình không muốn làm. Và một ngày nọ, thấy ông ngoại quyết định từ bỏ làm xã hội đen để tranh cử chức thượng nghị sĩ của Đài Loan, người được lão ta tin tưởng để nhượng lại ngôi vị minh chủ của bang đảng Thiên Thai đó chính là Đại Hổ, một trong bốn tên đệ tử của hắn ta và cũng là đại sư huynh của bang đảng này. Biết được chuyện này, ngay lập tức Mã Cường báo tin cho hai anh em còn lại. Cậu ta nói rằng, những năm qua, bốn con hổ của thầy ông ngoại luôn đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực. Ta có thể nhân cơ hội này giật dây khiến bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau và làm ngư ông đắc lợi. Biết rằng thời cơ đã đến, Tiểu Bảo liền nhảy xuống nghĩ ra một khổ nhục kế. Tối hôm đó, khi thằng cờ hó Đại Hổ trở về nhà, hắn ta mặt hớn ha hớn hở vui mừng vì ngày mai trở thành bang chủ, thì Tiểu Bảo bất ngờ xuất hiện phang cho hắn một búa đi gặp Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, bang đảng Thiên Thai tổ chức lễ rửa tay gác kiếm và truyền lại ngôi vị minh chủ trên một ngọn núi. Ngoài việc có các quan chức cấp cao đến chứng kiến thì thầy ông ngoại còn mời rất nhiều nhà sư đến tụng kinh niệm Phật cho mình. Đúng là miệng thì nam mô nhưng trong bụng lại là một bồ rau găm. Giờ vàng đã đến, tuy nhiên mọi người lại chẳng thấy Đại Hổ đâu nên buổi lễ chưa thể bắt đầu. Ở phía bên ngoài, Tiểu Bảo cũng đã có mặt để đánh lạc hướng lũ đàn em cho ông anh tiện bề hành động. Đạt Văn Tây dẫn cảnh sát xông vào gây sự với Mã Cường. Cú ra cho bố mày vào, không tao cho mày thành Tiểu Cường hiểu chưa? Chó săn ăn tiền rồi thì gác cổng cho ngoan. Ngay lập tức hai bên lao vào choảng nhau. Nhân cơ hội này, Tiểu Bảo liền gắn một quả bom hẹn giờ vào gầm một chiếc xe rồi rời đi mà ma không biết quỷ cũng bó tay chấm com. Thấy ông anh đã thực hiện xong, Đạt Văn Tây và Mã Cường lập tức giảng hòa để ông trùm ra không bị nghi ngờ. Ở phía bên trong, khi thấy ông ngoại vừa công bố Đại Hổ sẽ là bang chủ tiếp theo và chuẩn bị rửa tay chậu vàng thì bất ngờ nhận được tin dữ. Lập tức lão ta ra lệnh cho tên cục trưởng trong 24 giờ phải tìm ra tên sát thủ. Khi tất cả lên xe quay về thủ phủ thì Tiểu Bảo cũng chủ động bám theo. Anh không treo quả bom vào chiếc xe chờ thấy ông ngoại mà lại gắn vào chiếc xe đầu tiên, bởi lẽ lão già này và ba thằng đồ đệ còn lại phải sống để hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Vào tới đường hầm, bỗng dưng quả bom phát nổ khiến cho chiếc xe cầm đầu Santo vài vòng. Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Bảo lao con xích thố tới đâm lấy đâm để, anh tăng ga đá số liên tọi khiến mấy thằng nhỏ con bên dưới chẳng thể nào cản được. Bước xuống xe, Tiểu Bảo làm thêm quả bom khói rồi cầm búa xông lên, gặp tên nào là anh phang vào tên đó. Đạt Văn Tây cũng lập tức có mặt góp vui. Trong lúc sương khói mờ nhân ảnh, anh ta bắn hạ vài thằng để giúp Tiểu Bảo một tay, sau đó trao ngay cho thằng em Mã Cường một chiếc kim tiêm. Khi Tiểu Bảo đang tấn công xe của lão già để không bị nghi ngờ, Mã Cường lao tới đại chiến một phen. Kẻ tám lạng người thì nửa cân, tuy nhiên tám lạng vẫn nặng hơn 0,5 kg nên Mã Cường lập tức bị khống chế. Tiểu Lý phi búa về phía Đạt Văn Tây, Tiểu Bảo đã nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, anh chàng cảnh sát tức tốc đuổi theo nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Mã Cường cùng nhị hổ giải cứu được ông chủ cùng tiểu thư ra ngoài, nhân lúc đỡ thầy ông ngoại lên xe khác, cậu ta đã tiêm vào đùi lão già một liều thuốc ngủ siêu tấp, lập tức nhập viện cấp cứu. Thấy ông chủ bị ngất trên cành quất khiến cho tất cả đều lo lắng. Tuy nhiên, bỗng dưng có một tên sát thủ xuất hiện giết chết người thừa kế tập đoàn tương lai của Thiên Thai, nay lại nhắm vào cả thầy ông ngoại khiến ai ai cũng sinh ra một mối nghi ngờ. Để châm ngòi cho cuộc chiến nội bộ, Mã Cường bơm điều rằng kẻ chủ mưu thuê tên sát thủ có lẽ đang ở đây, nhị hổ thanh minh, tôi sống vì băng đảng chắc ai cũng hiểu điều đó. Tam hổ đứng dậy chửi thẳng mặt thằng em út tứ hổ, chỉ có mày ghen tị với Đại Hổ khi không được ông Bô chọn làm chủ tịch phải không? Tam ca, miệng cờ hó khó khả ra ngà voi nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mày là loại lưỡi không xương nhiều đường thốt nốt. Tứ hổ định chốt vào mồm ông anh thì may thay nhị hổ đã ngăn lại. Biết rằng Mã Cường là kẻ đứng ngoài chuyện tranh giành quyền lực và là người luôn đi theo ông trùm trong những phi vụ quan trọng nhất, vậy nên nhị hổ đã hỏi cậu ta rằng theo chú thì ai là kẻ chủ mưu? Rất có thể đó là tứ hổ. Không thể nào, tứ hổ được thầy ông ngoại nhận nuôi từ khi còn là một đứa trẻ, mặc dù không đẻ ra nhưng hai người không khác gì cha con. Đó là điều đáng nói, lẽ ra người kế vị phải là anh ta chứ không phải là Đại Hổ, vậy nên anh ta mới bất mãn. Nói xong, Mã Cường lập tức đứng dậy rời đi để lại nhị hổ với bộn bề suy nghĩ. Tối hôm đó, khi thằng cờ hó Tam Hổ đến động Thiên Thai của bang đảng để giải trí thì Tiểu Bảo lập tức dí theo. Trong lúc thằng này đang xuống mật đạo điều chế vật liệu xây dựng mà cụ thể là đá mà hắn ta quản lý, Tiểu Bảo đi đến hiên ngang nằm mạng cho bọn chúng với tư cách là kẻ đã giết Đại Hổ. Ngay lập tức, Tam Hổ đã trói Tiểu Bảo lại và nói rằng, mày cầm búa đến dọa ông nội mày à, mày biết bố tao là ai không, mau khai ra kẻ nào chủ mưu không thì phải chịu cực hình. Tao thích cái quần đùi của mày. Tiểu Bảo vừa dứt lời thì bỗng dưng nơi này tắt đèn của Ngô Tất Tố. Trong không gian tối đen như cuộc đời chị dậu, anh bắt đầu đại chiến với bọn này. Với cây búa trong tay, Tiểu Bảo liền thay trời hành đạo đánh cho bọn này rụng răng ăn cháo. Trong khi Tiểu Bảo đang nhằm vào thằng Tam Hổ thì bỗng dưng xuất hiện hai thanh niên tới trợ giúp. Thì ra đó là Mã Cường và Đạt Văn Tây, hai con vợ đã có mặt ở đây để ngắt cầu giao điện, sau đó tiện thể mặc áo mưa trùm đầu giống hệt ông anh. Rất nhanh sau đó, bọn cờ hỏ đã nằm vật ra sàn như chó con chai sữa. Tiểu Bảo cũng đã bóp cổ cho Tam Hổ ngất trên cành quất, sau đó vất hắn lên xe rồi rời đi. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch, hai ông cháu Mã Cường và Đạt Văn Tây đã cởi bỏ chiếc áo mưa rồi giả vờ săn lùng sát thủ như đúng rồi. Ở phía bên kia, thằng em út tứ hổ vừa trở về nhà chưa kịp ôm ba mẹ con vào lòng thì nhận được tin dữ Tam Hổ vừa bị truy sát và đã mất xác ở chỗ nào không hay. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, bởi lẽ ai cũng biết rằng hai người
đã có hiềm khích với nhau từ trước. Nay Tam Hổ mất tích thì kẻ bị tình nghi số 1 không ai khác ngoài hắn ta. Đúng lúc này Tiểu Bảo đứng ở phía xa nhìn về phía cửa sổ ngôi nhà với ánh mắt đe dọa rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mày, khiến Tứ Hổ nảy sinh ra một nghi ngờ. Kẻ chủ mưu không ai khác chính là ông Trùm. Ngay lập tức hắn gọi điện cho Nhị Hổ và nói: Nhị sư huynh, Đại ca và Tam ca đều đã bị xử, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là anh em mình. Kẻ đứng sau tất cả chính là chủ tịch. Ông ta muốn tiêu diệt bốn huynh đệ để gột rửa băng đảng, thuận tiện cho việc ứng cử lên làm nghị sĩ. Vậy cậu định làm gì? Ông ta thuê sát thủ thì mình cũng có thể thuê sát thủ. Em sẽ tìm đến bọn Tây Ba Lô. Được, cứ làm theo ý chú. Vừa tắt máy, Tứ Hổ liền có mặt ngay ở chỗ băng đảng của hai thằng mũ lõ, đó là Kiki và Lulu. Nghe tên thôi cũng đã ngửi thấy mùi xúc vật. Tứ Hổ nói rằng lúc Tam Hổ gặp chuyện, có người nhìn thấy Mã Cường ở đó. Tao chắc chắn thấy ông ngoại đã cử hắn đến để trợ giúp tay sát thủ. Ông ta muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tao. Vậy nên nếu chúng ta hợp tác tiêu diệt lão già này thì hai thằng mày sẽ được 20% lợi nhuận của tập đoàn Thiên Thai. Tứ Hổ vừa dứt lời thì Mã Cường gọi tới cho thằng Lulu. Sau khi hắn bật loa ngoài, Mã Cường nói rằng ông chủ muốn tiêu diệt Tứ Hổ vì nghi ngờ anh ta làm phản. Nếu các anh giúp ông ấy thì sẽ được chia 25% lợi nhuận. Giờ tôi đang đến để bàn cụ thể. Thấy thế, Tứ Hổ càng khẳng định thấy ông ngoại muốn giết mình nên phải đi trước một bước. Hắn liền ra ám hiệu 30% lợi nhuận để hớt tay trên mua chuộc băng đảng Tây Ba Lô. Lulu vui mừng và nói rằng tôi sẽ tiếp đón Mã Cường ở đây, còn cậu hãy về chăm sóc lão già đi là vừa. Sau đêm nay cậu sẽ là chủ tịch. Chốt kèo, Tứ Hổ lập tức hành động. Hắn ta dẫn theo 500 anh em cây khế của mình, tay cầm theo hàng nóng xông thẳng vào bệnh viện đánh úp ông Trùm. Tuy nhiên tới nơi lại thấy vườn không nhà trống, chỉ còn đúng cái nìn mà thôi. Biết rằng mình đã ăn cái lông bàn chấm muối, Tứ Hổ quay lại thì thấy đã bị bao vây. Không ai khác, đó là Nhị Hổ. Thì ra khi Tứ Hổ gọi điện cho hắn ta, lão già thấy ông ngoại đã ngồi kế bên và nghe hết mọi chuyện, cho rằng thằng con nuôi chính là kẻ phản bội, vậy nên lão ta bảo Nhị Hổ tương kế tựu kế. Không thể nhịn được nữa, ngay lập tức một trận chiến đẫm máu được nổ ra. Làm vài hơi vina, Tứ Hổ cũng rút ra rồi xông vào đánh cùng với lũ đàn em. Không thèm nói một lời, Nhị Hổ cũng sầu đời cởi bộ vết ra nghênh chiến. Đúng là lưu manh giả danh tri thức, hắn cho mọi người thấy cơ thể toàn mực, khẳng định mình là giang hồ đích thực chứ chẳng đùa. Nhưng Sam Trổ chắc gì đã hổ báo, tứ đệ cũng tỏ ra không kém phần long trọng. Với phương châm chúa chết thì chạm cũng phải băng hà, và sống vinh còn hơn chết nhục, gặp thằng nào là hắn ta sao thằng đấy. Tuy nhiên bị úp giọt vào quân của Nhị sư huynh đông hơn nên nhanh chóng Tứ Hổ đã phải cùng đàn em anh hùng núp vào một căn phòng. Nhưng chỉ trong vài phút sau đó, đám cửa hò phía ngoài đã phá được cửa. Biết rằng chẳng còn đường lui, Tứ Hổ lao ra ngoài xả thân thì bị lũ đàn em dừng cho tới bến. Muốn tự tay mình xử thằng em dại, Nhị Hổ lệnh cho tất cả dừng lại. Phải làm chuyện này là điều không ai mong muốn. Ông Trùm thì coi Tứ Hổ như con đẻ, Nhị sư huynh thì coi hắn ta như em ruột của mình. Trong tình thế không thể nào làm khác được, Nhị Hổ đánh đi một dao tiễn thằng em về miền Tây phương cực nhọc. Trước khi lên bàn thờ bốc xôi, Tứ Hổ trăng trối những lời cuối cùng với thầy ông ngoại: Cha nuôi, sao người lại làm thế với tôi? Ngay xong, lão già thấy có cái gì đó sai sai. Nhị Hổ lại gần lấy ra chiếc điện thoại của hắn thì thấy Tiểu Bảo gọi đến. Tứ Hổ đã chết, màn kịch đã hết rồi. Ai bảo ông tôi là người của hắn? Nghe thấy điều này, lão già như chết lặng. Thế mày muốn gì? Tôi muốn trái tim con gái của ông. Thì ra Tiểu Bảo đã bắt cóc Bình Diệu Mơ về nhà từ lúc cô ta rời khỏi bệnh viện. Anh muốn cho thầy ông ngoại biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là thế nào. Cởi trói cho cô nàng, Tiểu Bảo kể lại rằng thằng cờ hó thầy ông ngoại đã lấy trái tim của Tiểu Linh của tôi để thay cho cô. Không chỉ có em gái tôi mà còn có hàng ngàn nạn nhân khác cũng phải chịu chung số phận. Điều này khiến cho cô nàng vô cùng căm phẫn nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, ở phía băng đảng của hai anh em Tây Ba Lô, Mã Cường đã tới nơi hẹn hò theo kế hoạch. Thấy bọn chúng nhốt những cô gái vào lồng không khác gì thú cưng, khiến cậu ta càng trở nên căm phẫn. Lập tức bọn chúng bao vây từ phía đông như tiết canh ngan, không phải ngán bố con thằng nào, Mã Cường lập tức lao vào đại khai sát giới. Với luật lệ mới ở nơi này, không có thằng côn đồ nào mà dày dám dùng súng nên bọn chúng chỉ dám dùng dao. Cứ lao vào là Mã Cường lại cho nhập viện chấn thương chỉnh hình. Với bản tính nóng như kem, anh chẳng thèm nương chân mà lên gân lên cốt chốt cho từng thằng nằm thẳng cẳng ra sàn. Chẳng phải bàn cãi nhiều, Mã Cường coi đầu chúng như cái niêu nên đập càng nhiều càng sướng. Tuy nhiên bọn này đã bao vây từ hướng khiến cậu ta chẳng còn đường thoát thân. Lấy ra con dao móng hổ, Mã Cường tóm cổ thằng Lulu và thùng container, sau đó cắt gân tay thằng cờ hó Kiki rồi đóng cửa lại khiến bọn đàn em ăn hại ở ngoài chẳng thể vào trong. Đóng quan tài thằng đã làm hại biết bao cô gái này xong thì cũng là lúc bọn chúng phá được cửa. May thay thằng anh cảnh sát Đạt Văn Tây đã có mặt để giải vây cho Mã Cường. Thì ra trước khi tới đây, hai người đã có hiệp đồng với nhau từ trước. Sau khi thằng cờ hó Kiki bị nhốt vào đồn uống nước chè, Đạt Văn Tây đã âm thầm lặng lẽ ném chiếc chìa khóa và chạy giam cho hắn tẩu thoát, bởi lẽ thằng này cần phải ra ngoài để tiếp tục thực hiện kế hoạch của ba anh em. Cùng lúc đó, Tiểu Bảo đã ra đầu thú để được gặp ông chú cục trưởng. Bị đưa vào phòng tra khảo, Mã Cường được lệnh tiếp nhận thẩm vấn nên cả hai đành phải diễn kịch. Ai đứng sau chuyện này? Tao thấy đầu mày hơi bết, hỏi thằng đầu trong ngồi ngoài xem nó dùng loại dầu gội gì mà học hỏi. Mã Cường cay cú đứng dậy đậy camera lại. Ông anh thì khởi động quay hàm để ăn một đạp bay xa 3 mét, tiếp tục cho hộp sọ của Tiểu Bảo đọ độ cứng với mặt bàn, sau đó móc khẩu súng trong quần ra phang tới tấp. Tuy nhiên ông anh hâm hấp vẫn nói rằng sao lại có thằng cảnh sát yếu đuối như mày. Định ra tay tiếp thì cục trưởng lao vào ngăn cản, tiếp tục phỏng vấn. Tên trọng hỏi rằng mày giấu tiểu thư ở đâu có lâu tao mới nói, trừ khi cái đầu hói của mày mọc đầu vài cọng lông. Mày có thấy không, đầu hắn trông như phú lê. Sau một hồi hả hê, Tiểu Bảo lấy điện thoại và phát đoạn băng hắn đang cử hành mấy em gái ở hộp đêm. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn hắn sẽ mất chương như chơi, vậy nên Tiểu Bảo lập tức nói rằng tao sẽ dẫn mày đi lấy đoạn băng gấp.
Ngay sau đó, hắn ta tức tốc đích thân lái xe đưa Tiểu Bảo về ngôi nhà Hoa Hướng Dương. Trong lúc anh mở khóa, tên hỏi đã gửi định vị cho thầy ông ngoại, dẫn thằng này xuống mật đạo phía dưới tầng hầm. Tiểu Bảo ấn nút cho máy chiếu phát đoạn video bóc bánh của hắn lúc trước. Thấy vậy, tên cục trưởng lập tức vào trong để cướp đoạn băng. Tiểu Bảo lại ấn nút thả tên Tam Hổ đang bị nhốt ở đây ra. Trong bóng tối, thằng này tưởng tên cục trưởng là Tiểu Bảo nên liền cầm dao bổ trúng cổ. Tên hỏi cũng nổ súng khiến cho cả hai chôn chung một hố. Đàn Văn Tây lúc này cũng đã có mặt đưa chìa khóa cho ông anh mở còng tay. Sau đó cả hai rời đi ngay trước khi thấy ông ngoại cùng lũ đàn em có mặt ở đây. Thấy điện thoại của lão cục trưởng reo lên, thằng cờ hói nhị hổ bắt máy thì Tiểu Bảo nói muốn gặp lão già. Alo Sơn Siêu Clio Mo, mất tiền nói đi, đến băng đảng Tây Ba Lô mà đón con gái. Ở phía bến cảng, thằng em dạy Kiki đang uống rượu và tưởng nhớ ông anh Lulu đã hoảng thì bất ngờ có điện thoại báo rằng thấy ông ngoại đã cử mã cường tới giết thằng Lulu và giờ đang đến xử nốt thằng ngu như mày. Nhận được tin này, Kiki vô cùng cay cú, lập tức tập hợp đàn em nghênh đón băng đảng thiên thai. Lão già và thằng đệ thứ hai nhị hổ không hề hay biết chuyện này. Ngày báo thù cuối cùng cũng đã đến, Tiểu Bảo đứng bên trên chờ đợi và thầm cảm ơn ông trời đã giúp ba anh em. Phía bên trong, băng đảng Tây Ba Lô thấy ô tô của thầy ông ngoại đi đến thì liền lao ra như mấy thằng điên. Để Mã Cường dẫn ông trùm vào trong tìm tiểu thư, nhị hổ ra ngoài rồi chốt cửa lại đại chiến cùng với lũ đàn em. Gặp thằng nào là chém thằng đó nhưng tất cả lũ chó không biết rằng mình đã mắc mưu. Ở phía bên trong, Tiểu Bảo huýt sáo gọi lão già lên tầng thượng, Mã Cường và một thằng đàn em lên trước, còn ông ta bước theo sau. Ai dè tới nơi thì thằng cháu đã nằm phơi xác và còn một bất ngờ khác, đó là Đạt Văn Tây bỗng dưng xuất hiện ở đây. Sau khi Tiểu Bảo kể lại tất cả để hiểu ra mọi chuyện, lão già xấu xa hỏi là con gái tao đâu. Tiểu Bảo không giấu nữa mà đáp thẳng chiếc hộp chứa trái tim con gái lão ta vẫn còn có vết máu. Thấy chiếc bùa hộ mệnh của con gái, thầy ông ngoại ôm vào lòng và khóc một dòng sông vì không bảo vệ được cô bé. Mã Cường định ra tay báo thù cho Tiểu Linh nhưng Đạt Văn Tây đã ngăn lại. Bằng chứng phạm tội của bọn chúng đã được giao cho cảnh sát, hắn chết thì quá dễ dàng. Hiểu được ý, cả ba liền rời đi vì muốn thầy ông ngoại phải sống trong đau khổ. Xuống phía dưới bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh. Thì ra đó là những cô gái bọn chúng nhốt trong lồng hành hạ và chuẩn bị xuất khẩu sang nước khác bằng đường biển. Đúng lúc này, nhị hổ cũng đã đuổi cùng giết tận bọn Tây Ba Lô không sót thằng nào. Thấy bọn chúng xông vào, Tiểu Bảo liền đóng cửa. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, chúng mày đã muốn chết thì bố mày cho toại nguyện. Ba anh em xông lên Tam Kiếm Hợp Bích cùng nhau gột rửa bãi cứt khổng lồ của thành phố. Người có búa dùng búa, người có lưỡi hổ thì dùng dao, Đạt Văn Tây thì dùng tiếp sắt. Tuy nhiên nhị hổ là một tay vô cùng máu mặt, không hổ danh là giang hồ mõm lâu năm, hắn dường như ở cửa trên so với tất cả. Tuy nhiên một cây làm trắng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tiểu Bảo cùng với Mã Cường và Đạt Văn Tây thay nhau đi những đường vô cùng hiểm ác. Trong khi hai bên đang hành xác nhau tới bến thì lão già thấy ông ngoại khóc lóc nói rằng cha sẽ cho bọn này xuống suối vàng để làm ô xin cho con. Nói xong lão ta khởi động cần cầu thả lồng sắt chở những cô gái xuống biển. Tuy nhiên Đạt Văn Tây đã phát hiện rồi kịp thời lấy thanh sắt chèn vào một bánh răng. Một thằng bỗng xông tới cản đường khiến anh phải quay ra tương cho hắn vỡ đầu. Sau đó anh quay lại nhưng thanh sắt đã không còn giữ đường nữa. Thế vậy, anh cảnh sát liền cởi áo ra rồi dùng sức mình để kéo sợi dây cáp lại. Ở phía bên ngoài, Mã Cường bị thằng cờ hói nhị hổ cho ăn một dao trúng tim. Tiểu Bảo đang đeo trang sức cho một thằng, thấy thế thì liền xông đến cho tên khốn nạn này lên bờ xuống ruộng. Anh lấy xích cháo quấn quanh cổ rồi treo hắn lên không trung. Nhìn thấy thằng em đang thoi thóp hơi thở cuối cùng, Đạt Văn Tây đau khổ tột cùng hét lên trong vô vọng. Lúc này lực lượng đặc biệt cũng đã đến. Thấy ông ngoại định cầm dao quắm lên chém Tiểu Bảo để báo thù cho bình rượu mơ thì bị mấy anh cảnh bắn cho vỡ cả alo. Bỗng dưng hắn nở nụ cười vì nhìn thấy trong chiếc hộp chỉ là một bông hoa hướng dương chứ không phải tim của cô con gái. Đạt Văn Tây không chịu được nữa, đành buông tay thì may thay mấy anh em đã đến trợ giúp. Lâu lắm mới thấy cảnh sát đến đúng lúc. Trước khi Mã Cường đi theo tiếng gọi của ông bà dưới suối vàng, Tiểu Bảo nói rằng em mãi là em ruột của anh. Cuối cùng thì em cũng được đi gặp Tiểu Linh. Lúc này ánh bình minh cũng xua tan đêm tối, ba người ngồi với nhau mà lòng đau như cắt. Tiểu Bảo tự thưởng cho bản thân chiếc lắc bạc trang sức sau bao ngày cố gắng. Đạt Văn Tây cũng chẳng hề kém cạnh. Hai anh em hy sinh thân mình vì sự yên bình ở nơi này cũng chỉ mong những người dưới suối vàng được nhắm mắt xuôi tay. Ở phía ngôi nhà Hoa Hướng Dương, con gái của thầy ông ngoại tỉnh dậy thì thấy xung quanh đầy một màu nắng. Dù sao thì trái tim của Tiểu Linh vẫn sống trong người cô gái này. 3 tháng sau, tất cả những kẻ liên quan đến đường dây buôn người và ma túy của băng đảng thiên thai đều phải vào tù chăn kiến. Tiểu Bảo và Mã Cường cũng phải đứng trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, tất cả những người dân có nạn nhân nữ bị hại từ các nước khác nhau đều đã đến trước cửa tòa án. Ai ai cũng giơ băng rôn khẩu hiệu nói lời cảm ơn các anh đã vì chính nghĩa hy sinh bản thân mình. Điều này khiến cho hai người cảm thấy vô cùng ấm lòng và không hối hận về những gì mình đã làm, mang đến hạnh phúc cho hàng ngàn người khiến họ nở nụ cười là điều hạnh phúc nhất. Ở phía xa xa, đâu đó có bóng dáng Tiểu Linh trong bộ đồ bác sĩ, công việc mà cô bé hằng mơ ước được chữa bệnh cứu người. Sau khi nở nụ cười hạnh phúc, hai người anh hùng bước vào lễ đài để nhận phần thưởng là những cuốn lịch đem về bóc chơi chơi. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, bên ngoài xã hội vẫn còn đầy rẫy những bất công, làm hại không ít những gia đình đang hạnh phúc. Vậy nên, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần chính nghĩa, chung tay đẩy lùi cái ác. Thế hệ trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai, phải học thật giỏi, làm việc thật tốt, lao động thật tích cực. Cần cù thì bù siêng năng, bù thông minh để chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chào thi đua quyết thắng. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.